Chúng ta cũng vừa chào hết tháng 3, tháng của những sự chờ đợi, tháng của những sự mong đợi. Nhà đầu tư thì mong đợi thị trường chứng khoán vượt 1.200 điểm và HOSE sẽ bớt nghẹn mạng hơn. Và chúng ta chào mừng tháng 4, tháng của những sự kỳ vọng mới, những câu chuyện mới và những sự kỳ vọng trong vấn đề về đầu tư. Nhưng trước khi anh chị kỳ vọng câu chuyện của tháng 4, dùng có những lưu ý như sau. Và thị trường chứng khoán tháng 4 và năm lưu ý chính được ra đời. Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với Đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng. Nếu những chia sẻ Dũng mong và chúng tin có thể mang lại nhiều kiến thức vì không sớm thì muộn, Dũng và anh chị cũng sẽ làm việc với nhau trên kênh đầu tư chứng khoán. Và hôm nay chúng ta sẽ có 5 phần tương ứng với 5 lưu ý chính mà Dũng muốn nhấn mạnh và trao đổi với anh chị. Đầu tiên đó là hãy lưu ý về mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021. Chúng ta đã trải qua quý 1 kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 nhưng kỳ công bố kết quả kinh doanh nó sẽ rơi vào giữa tháng 4 và cuối tháng 4 năm 2021. Thứ hai nữa, trong những kỳ báo cáo như vậy thì chúng ta cần để ý đến truyền thông của chứng khoán. Vì nhiều khi chúng ta không nhìn thấy rõ câu chuyện đó, chúng ta lại tư duy ngược so với đám đông. Và từ đó nó sẽ tạo ra những sự sai lầm khi giá cả nó sẽ luôn luôn đi trước thông tin, tạo ra các hiệu ứng ngược. Và khi chúng ta nhìn ra được những bản chất như vậy rồi thì phải thẳng thắn với nhau rằng công cụ và bản chất chúng ta cần phân biệt và đưa ra những hành động cho nó phù hợp. Đi với Dũng về 5 phần của ngày hôm nay và Dũng tin video này đôi chút nó sẽ có một chút tác động đến tất cả các anh chị, nhà đầu tư, người lướt sóng, người kinh doanh chứng khoán. Đầu tiên thì Dũng cũng có thống kê với anh chị như sau về câu chuyện của thị trường chứng khoán trong 20 năm trở lại đây, thống kê từ năm 2000 đến năm 2021. Thì đây là một cái thống kê và chúng ta sẽ đánh giá được cái mức độ đầu tư hiệu quả của thị trường chứng khoán trong suốt 12 tháng. Và Dũng chia cái câu chuyện này ra làm hai phần. Đó là hiệu quả đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Thế thì thống kê trong khoảng 20 năm như vậy thì sẽ ra được một bức tranh toàn cảnh. Tại sao chứng khoán trong 6 tháng đầu năm có tỷ suất sinh lời cao hơn so với chứng khoán của 6 tháng cuối năm? Và chúng ta không thể nào nhắc đến được câu chuyện của việc 2020 là một năm Covid được Tại vì ở đây có đến 20 mẫu Và 20 năm qua thì chắc chắn nó sẽ có những sự trùng lập nào đó của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Để khiến cho 6 tháng đầu năm chứng khoán luôn luôn tốt hơn so với lại là 6 tháng cuối năm Thế thì khi mà chúng ta đi đi sâu và nghiên cứu như vậy thì Dũng nhận ra một vấn đề như sau Hầu hết những ngày nghỉ lễ, những ngày nghỉ Tết Nơi nghỉ lễ và nghỉ Tết thì anh chị sẽ thấy sức cầu và nhu cầu sử dụng tiền trong dân sẽ cao hơn, dùng gọi đó là vòng quay kinh tế của 6 tháng đầu năm nó sẽ nhanh hơn. Do đó là cái cái nét văn hóa Á Đông và tập trung vào những ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ Tết rơi vào khoảng 6 tháng đầu năm. Và khi cái vòng quay kinh tế thì chúng ta tưởng tượng như sau. Khi mà vòng quay kinh tế nó tăng nhanh hơn, tức là chúng ta nhu cầu sử dụng những sản phẩm, nhu cầu sử dụng những dịch vụ một cách đột biến hơn. Thì khi mà nhu cầu sử dụng những sản phẩm tăng lên, những dịch vụ tăng lên Thì có phải chúng ta cần có một đơn vị tạo ra những sản phẩm đó Những dịch vụ đó, dùng gọi là những doanh nghiệp sản xuất Những doanh nghiệp sản xuất sẽ tạo ra sản phẩm Nhưng họ muốn tạo ra sản phẩm thì họ phải đi tìm những nơi cung ứng các nguyên vật liệu Để tạo ra những sản phẩm và thành phẩm đó Những đối tác họ chuyên cung ứng nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp sản xuất Họ cũng phải đi tìm đối tác cung ứng tư liệu sản xuất để tạo ra các nguyên vật liệu đó và cuối cùng khi mà kinh tế vòng quay kinh tế nhu cầu nó đang tăng lên thì nhu cầu vốn, nhu cầu đối ứng vốn nó cũng sẽ tăng lên trong một nền kinh tế. Và do đó khi cái vòng quay kinh tế, vòng quay bánh xe đó nó tăng nhanh hơn trong 6 tháng đầu năm thì nó tạo ra một bức tranh kinh tế nó tốt hơn trong 6 tháng đầu năm và rõ ràng thị trường chứng khoán nó là một bức tranh vẽ lại của một nền kinh tế Do đó câu chuyện này là một câu chuyện Dũng đánh giá nó rất phù hợp với lại văn hóa Á Đông của mình Và đó cũng chính là lý do trong suốt 20 năm trở lại đây 6 tháng đầu năm của thị trường chứng khoán luôn tốt hơn 6 tháng cuối năm của thị trường chứng khoán 2020 là một năm đặc biệt của Covid do đó chúng ta không đánh giá câu chuyện đó Và nhân về câu chuyện đó khi vòng quay kinh tế nó bắt đầu quay nhanh hơn Nhu cầu vốn của các doanh nghiệp nó sẽ lớn hơn Thì Dũng minh chứng với anh chị như sau về một cổ phiếu như vậy đây là cổ phiếu một trong ba ngân hàng lớn nhất của Việt Nam. Và đây là diễn biến của giá cổ phiếu cũng gần 10 năm trở lại đây. Thế thì đây là một những diễn biến phản ánh cho một doanh nghiệp tăng rất mạnh nhưng lại giảm rất sâu trong quá khứ. Và Dũng cũng phân tích và thống kê với anh chị cung ứng vốn, nhu cầu cung ứng vốn, vòng quay tiền trong 6 tháng đầu năm tăng tốt hơn thì giá cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng đầu năm và 6 tháng đầu năm luôn luôn tốt hơn so với 6 tháng cuối năm. Đó cũng chính là lý do cổ phiếu của ngành ngân hàng trong 6 tháng, ít nhất là 3 tháng đầu năm 2021 thì cũng được gọi là một trong 3 ngành nghề có mức độ tăng giá tốt nhất, được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất và nhiều thông tin hỗ trợ nhất trên sàn chứng khoán. Thì đấy chính là cái câu chuyện của diễn biến của thị trường chứng khoán và câu chuyện của việc kinh tế nó có những sự liên quan với nhau và tạo ra những kết quả nó là như vậy. Quý 1 và quý 2 nó sẽ có một bức tranh tốt hơn. Tất nhiên là đây là hơi quy trục vì có rất nhiều ngành nghề có tính chu kỳ vào cuối năm, quý 3 và quý 4. Nhưng đại loại à, xét về đám đông và xét về số lượng các ngành nghề thì thường thường là quý 1 và quý 2 thì các doanh nghiệp các ngành nghề sẽ có một báo cáo tài chính nó đẹp hơn. Và chúng ta đang đứng trước trong một bối cảnh của mùa công bố kết quả kinh doanh quý 1. Do đó chúng ta cần hết sức lưu ý những vấn đề như sau. Khi mà một cái bức tranh tích cực hơn trong quý 1 và quý 2, cái hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như là cái báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong quý 1 và quý 2 nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tích cực hơn. Khi nó tốt hơn, khi nó tích cực hơn thì truyền thông của chứng khoán nó sẽ nhắc đến những câu chuyện đó. Nào là doanh số sẽ tăng trưởng bao nhiêu phần trăm đó, nào là đặt kế hoạch tăng trưởng bao nhiêu cho năm nay, nào là đặt kế hoạch trả cổ tức bao nhiêu phần trăm cho năm nay tạo ra những sự kỳ vọng trong tương lai của nhà đầu tư đó là câu chuyện của truyền thông về báo chí câu chuyện thứ hai nữa đó là các truyền thông về các giới phân tích thường thường những giới phân tích họ sử dụng các dữ liệu của quá khứ và khi sử dụng các dữ liệu của quá khứ sẽ suy đoán một cái gì đó trong tương lai và khi bức tranh kinh tế nó tốt đẹp hơn thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng dùng gọi đó là hiệu ứng về truyền thông tích cực Tức là họ sẽ đưa cho mình những con số phân tích rất chi tiết và nó có hơi hướng tích cực trong khoảng quý 1 và quý 2 trong từng năm. Để từ đó cái truyền thông tích cực của các tổ chức tài chính, của các công ty chứng khoán hoặc các của các quỹ đầu tư á, nó sẽ tạo ra một cái câu chuyện của số đông, đó là số đông cũng sẽ có một cái cảm xúc và tư duy tích cực. Đó là câu chuyện của mọi người. Thế thì nhắc đến câu chuyện ở đây có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng quý 1, quý 2 nó rất tốt như vậy. Thì có lẽ mùa này là một mùa có thể kiếm tiền tương đối dễ dàng và chúng ta có thể tận dụng lướt sóng để có thể kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên thực tế thống kê như vậy nhưng chưa chắc cách xử lý nó sẽ như vậy. Dũng sẽ phân tích đi chi tiết với anh chị vào phần tiếp theo của câu chuyện. Tự chung lại của quý 1 và quý 2 thì bức tranh kinh tế sẽ tốt hơn. Bức tranh kinh tế tốt hơn, có nhiều thông tin hỗ trợ hơn từ truyền thông chứng khoán, truyền thông tích cực và nó tạo ra một kết quả đầu tư mỹ mãn hơn cho nhà đầu tư trong khoảng 6 tháng đầu năm. Đó là câu chuyện nhưng sự thật cái bản chất chúng ta cần phải phân tích và đi sâu vào nó còn tất cả những câu chuyện của kết quả tốt đẹp nào là truyền thông tích cực thực ra nó chỉ là kết quả của một bản chất thôi như dũng phân tích và chia sẻ với anh chị rất nhiều về các câu chuyện của bản chất thì giá cổ phiếu tăng là nó dựa vào sự gia tăng quy mô của một doanh nghiệp và sự phát triển của cái doanh nghiệp và cũng như ngành nghề đó và dũng lấy ví dụ với anh chị về câu chuyện của cổ phiếu này đây là một trong những cổ phiếu theo dũng đánh giá là một trong những cổ phiếu có hoạt động kinh doanh đơn giản và tạo ra sự gia tăng lợi ích cho cổ đông một cách tốt đẹp nhất trong khoảng 2020 và đầu 2021. Thế thì cái doanh nghiệp này trong suốt những năm 2018, 2019 á thì doanh nghiệp này họ không có đột biến trong cái hoạt động kinh doanh và họ bung chi phí ra nhiều hơn để họ có thể mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên đến năm 2020 và cụ thể là khoảng cuối quý 2 và đầu quý 3 năm 2020 và mãi cho đến câu chuyện của quý 1 năm 2021 thì cái lợi nhuận của họ nó tăng lên rất là mạnh thì từ đó nó tạo ra một câu chuyện của giá cổ phiếu tăng xuyên suốt từ tháng 4 tháng 5 năm 2020 kéo dài cho đến tháng 4 năm 2021 và thống kê đó là cái giá cổ phiếu tăng khoảng gần 300%. Thế thì khi mà chúng phân tích với anh chị như vậy thì chúng ta đánh giá rằng giá cổ phiếu tăng á, là nó dựa vào sự gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp trong từng quý, trong từng quý và trong từng quý. Cái lợi nhuận đó nó bắt đầu đổ mạnh về trong khoảng quý 3 năm 2020. Mạnh, mạnh hơn tăng trưởng mạnh hơn trong quý tư năm 2020 và duy trì sự gia tăng về lợi nhuận của doanh nghiệp trong quý 1 năm 2021 thì tất cả những cái tiền đề đó cái bản chất đó thì nó mới tạo ra sự gia tăng một cách ổn định và bền vững cho một doanh nghiệp trong xuyên suốt 3 quý trở lại đây và ba quý này doanh nghiệp đó cổ phiếu đó tăng lên là nhờ vào sự gia tăng cái lợi nhuận của doanh nghiệp mang về từ hoạt động kinh doanh thì đây là cái bản chất còn truyền thông thực ra nó là một chất xúc tác của một bản chất mà doanh nghiệp đó nó đã tốt đẹp sẵn rồi và truyền thông nó chỉ làm cho cái doanh nghiệp đó giới thiệu đến mọi người và đến nhà đầu tư thôi và thường thường cái giá cổ phiếu nó sẽ tăng trước kỳ báo cáo kết quả kinh doanh do đó khi một cổ phiếu tăng trước kỳ báo cáo hoạt động kinh doanh thì đến kỳ báo cáo hoạt động kinh doanh nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng ngược hiệu ứng ngược nó sẽ như sau khi này dùng cũng phân tích van trị về câu chuyện của cổ phiếu nó tăng lên trong từng quý, nó tăng lên trong từng quý là dựa vào cái giá trị dòng tiền nó tăng lên. Giá trị dòng tiền đó có thể đến từ hoạt động kinh doanh chính, giá trị dòng tiền đó có thể đến từ những hoạt động kinh doanh một một cách đột biến, Nhưng đại loại là cái giá trị của họ mang về cho cổ đông tăng lên thì làm cho giá cổ phiếu nó tăng lên. Và dùng cũng thống kê van trị về trong những cái quá trình mà công bố kết quả kinh doanh cũng chính là cái cổ phiếu khi này đó. Thì dùng cũng thống kê van trị trong khoảng 3 đến 4 quý trở lên đây thì những cái cột màu đỏ này là những cái cột mà cái thời kỳ công bố kết quả kinh doanh trong quý 2, trong quý 3, trong quý 4 2020 và chuẩn bị gần nhất sắp tới đó là quý 1 năm 2020. Thì dùng cũng thống kê với anh chị về cái xác suất trong cái khung thời gian mà mà thị trường chứng khoán công bố kết quả kinh doanh và cái doanh nghiệp này công bố kết quả kinh doanh thì giá cổ phiếu thường là sụt giảm, thường là đi ngang và thường là sụt giảm. Từ đó nó tạo ra một câu chuyện của hiệu ứng ngược. Doanh nghiệp này hoạt động kinh doanh như thế nào? Hoạt động kinh doanh quá tốt trong một thời kỳ dịch bệnh như vậy mà tốc độ tăng trưởng 40%, 50%, 60% và chuẩn bị công bố kết quả doanh tăng trưởng gần đến 70%. Đó là một doanh nghiệp kinh doanh quá tốt. Nhưng tại sao cái mùa công bố kết quả kinh doanh thì giá cổ phiếu lại giảm? Thì dùng gọi đó là câu chuyện của hiệu ứng ngược. Một doanh nghiệp có thông tin tốt, giá cổ phiếu sẽ giảm. Ngược lại, một doanh nghiệp có một thông tin rất là xấu nhưng giá cổ phiếu lại tăng. Nhiều khi anh chị hỏi với Dũng rằng câu chuyện của việc đầu tư vào cổ phiếu của ngành hàng không Nhìn thấy toàn thấy lỗ thôi mà làm sao giá cổ phiếu lại tăng Trên thực tế chúng ta chỉ nhìn vào cái lỗ của quá khứ Và lỗ của quá khứ nó đã phản ánh cho giá cả trong tương, trong quá khứ rồi Còn chúng ta phải nhìn vào câu chuyện của tương lai mà chúng ta không đi trước người khác Thì chúng ta sẽ không thể nào đạt được một tỷ suất sinh lời cao hơn so với người khác Do đó khi chúng ta không nhìn trước được một doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021 tốt Chúng ta sẽ luôn luôn mua ở một cổ phiếu ở một vùng giá cao và khi chúng ta đặt một câu hỏi tại sao doanh nghiệp đó lỗ kinh khủng như vậy Mà thông tin rất là xấu như vậy nhưng giá cổ phiếu nó lại tăng Do đó Dũng muốn nhấn mạnh giới thiệu văn anh chị về câu chuyện này Để chúng ta cởi mở với tư duy đầu tư ra một chút Đừng quá máy móc trong vấn đề về đầu tư Đừng cứ nhìn cổ phiếu đó có thông tin tốt Kết quả kinh doanh tăng trưởng 30, 40, 50% là chúng ta lao vào mua Thì từ đó nó sẽ tạo ra một cái đó là thiếu kinh nghiệm Và tạo ra sự thua lỗ trong ngắn hạn chúng ta có thể sử dụng các công cụ đọc các thông tin nhưng chất lọc thông tin và phân tích thông tin để đưa ra được một cái nhận định cho cá nhân mình như vậy nó sẽ phù hợp hơn còn về bản chất của giá cổ phiếu tăng thì nó phải dựa vào giá trị của doanh nghiệp mang về cho chúng ta là gì nó có tiếp tục tăng hay không thì từ đó giá cổ phiếu nó mới tăng trong về lâu và về dài như vậy rõ ràng những thông tin tích cực mà nó dành cho đại trà thì nó không còn là cơ hội nữa và trong một bối cảnh thị trường chứng khoán cũng sắp tới cái mùa gọi là mùa báo cáo tài chính và thường thường trong mùa báo cáo tài chính này thì rất nhiều người chờ thông tin tốt ra là để chốt lời dù không nói chốt lời xong thì thị trường chứng khoán nó sẽ sụt giảm luôn nhưng những giai đoạn giai đoạn đó thì chúng gọi đó là một giai đoạn tương đối nhạy cảm và một giai đoạn tương đối nhạy cảm và giá cổ phiếu cũng đã tăng trong suốt thời gian vừa rồi thì lời khuyên của dũng và hành động phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại đó là thị trường tốt thì chúng ta hãy để nó tự tốt và hãy để cái lợi nhuận đó nó tự tăng vì đôi khi chúng ta cứ mua bán và chúng ta tạo ra một cái vị thế không tốt cho tài khoản của mình thì đến những lúc mà người khác chốt lời thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là lo lắng với tài khoản của mình do đó đừng quá hấp tấp trong vấn đề về đầu tư và hãy để tài sản đó lợi nhuận đó tự gia tăng trong một thời điểm nhạy cảm Trước đây là những lưu ý của Dũng và Dũng hy vọng các anh chị có thể xem xét trong vấn đề về đầu tư. 6 tháng đầu năm thường kinh tế sẽ tốt hơn, số liệu vĩ mô sẽ tốt hơn. Nó cũng là tiền đề để cho tài sản của anh chị gia tăng tốt hơn. Tuy nhiên chúng ta đang đối mặt với lại kỳ công bố kết quả kinh doanh quý 1 do đó rất dễ có các hiệu ứng ngược xảy ra. Đừng quá đánh đồng và đừng quá bị tư duy theo truyền thông tích cực từ các truyền thông chứng khoán và từ đó nhìn ra được bản chất của nó và đưa ra những hành động cho nó phù hợp là những gì mà video này cũng muốn nhấn mạnh và chia sẻ với tất cả các anh chị nhà đầu tư hy vọng anh chị sẽ có cho mình được một hành trang để chúng ta có thể chủ động Bảo toàn được cái khoản lợi nhuận của mình hoặc gia tăng cái khoản lợi nhuận của mình mà không bị người khác, không bị đám đông chi phối hy vọng sẽ mang lại nhiều kiến thức, nhiều giá trị gửi đến tất cả các anh chị nhà đầu tư. Để mở tài khoản tại chứng khoán FPT nơi phí dịch từ 0.15% về 0.1%, tiết giảm chi phí vẫn luôn là một cách để tối ưu hóa lợi nhuận. Nếu như anh chị vẫn chưa có một danh mục đầu tư cho năm 2021 kéo dài đến 2022, hãy sử dụng sản phẩm quản lý tài sản và tư vấn đầu tư của Dũng. Chúng ta sẽ có 60 đến 90 phút trình bày trao đổi và đưa ra những phương án đầu tư. Khi chúng ta thống nhất với nhau về những phương án đầu tư thì danh mục đó phân tích chi tiết sẽ được in ra và gửi về bàn làm việc của anh chị. Trên đây là lịch đào tạo của Dũng vào tuần cuối cùng của tháng 4 khoa học đầu tư chứng khoán cơ bản online tối 3 năm 7 từ 7 rưỡi đến 10 rưỡi. 30 à, chúng ta sẽ có 3 buổi trao đổi với nhau. Trong 3 buổi này thì phần lớn chúng ta sẽ tập trung vào cái tư duy, cái triết lý và cái phương pháp đầu tư. Có tư duy, có triết lý, có phương pháp mới ra được danh mục đầu tư. Và danh mục đầu tư đó thì chúng ta mới đi với nhau trong 2020, 2021 và 2022. Mà chi tiết xin hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.